Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn, anh chị nhé. Trong cái video clip này là em muốn giới thiệu đến tất cả anh chị về một dòng sản phẩm camera giám sát gia đình của hãng Inmao anh chị nhé. Về cái dòng sản phẩm này thì em sẽ nói qua những cái ưu điểm của sản phẩm này khi anh chị sở hữu nó anh chị nhé. Đầu tiên là góc quay của nó là xoay 360 độ, có nghĩa là xoay tiến lên này, lùi xuống trái phải là mình hoàn toàn có thể là quan sát và giám sát được hết này. Cái thứ hai là độ phân giải của nó rất là cao anh chị nhé. Riêng dòng sản phẩm này là nó có chức năng là bám theo chuyển động, xoay theo chuyển động, có nghĩa là người đi đến đâu nó sẽ xoay theo đến đấy. Và ngoài ra nó sẽ có rất là nhiều những cái chức năng cảnh báo, ví dụ như là cảnh báo khi có âm thanh lạ, ví dụ anh chị trông con cái ở phòng ngủ chẳng hạn, đôi khi mình đi ra ngoài mình làm việc mà con nó khóc hay các thứ thì là nó sẽ lập tức nó sẽ báo về điện thoại cho anh chị, để anh chị hoàn toàn có thể là giám sát và kiểm soát được từ xa anh chị nhá, bằng công nghệ AI, công nghệ rất là mới ở đây đấy. Và khi anh chị lắp lên hình thì nó sẽ như thế này. Và khi anh chị mua cái bộ sản phẩm camera của hãng Inmao xoay 360 độ như thế này là bên em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái chân đế anh chị nhá. Và cụ thể nhất ở đây là em đang lắp một cái camera Inmao như này anh chị nhá. Đấy, ở trong căn nhà này thì sẽ tặng kèm chân đế cho anh chị đấy. Thì anh chị hoàn toàn có thể là giám sát gia đình ở đây. Thì hôm nay ở đây thì là tiếng nó hơi ồn anh chị nhá. Tiếng nó hơi ồn bởi vì gần đường ở đây. Đấy, thì anh chị là em sẽ lắp cho anh chị như thế này. Đấy, và nhận hàng anh chị được kiểm tra hàng anh chị nhá. Và anh chị sẽ tải giúp em một cái ứng dụng ở đây có tên là ứng dụng là Inmao này anh chị nhá. Đấy, anh chị kết nối vào. Đây là em đã là kết nối sẵn luôn rồi, lắp cho hoàn thiện cho một anh khách hàng. Đấy, và em sẽ vào cái ứng dụng ở đây. Đấy, và ứng dụng Inmao này là anh chị hoàn toàn có thể là xem được này. Đấy anh chị nhá, nhìn hình ở đây nó rất là to này. Đấy, quay ở chỗ bàn nhà anh ấy thì anh ấy muốn nắp ở chỗ cái tầng hầm. Đấy, tầng hầm ở đây thì cái điện thoại nó hơi trôi một tí nhá, để em vào lại này. Đấy, vào lại để có cái chỗ kê máy này, anh chị nhìn nhá, led căng này. Đấy, anh chị zoom to zoom bé đây nhá anh chị nhá. Đây là em đây này. Đấy, anh chị nhìn thấy không? Đấy, cái này thì mình mà quan sát, đây em vào lại này, quan sát gia đình các thứ thì là quá là ok luôn. Đấy, cực kỳ là led anh chị nhá. Đấy, xem rất là ok về cái dòng sản phẩm này, có cả ngày cả giờ đây này. Đấy, cả ngày cả giờ đây đầy đủ hết anh chị nhá. Ngoài ra thì mình có thể là zoom được này. Đây anh chị nhìn em có thể zoom to zoom bé được hết này. Đấy, cái này thì có chức năng là đàm thoại hai chiều luôn nhá anh chị nghe nhé. Em ấn giữ vào biểu tượng mic này, cho phép ứng dụng hết nha anh chị nhá, cho phép này. Đấy, anh chị nghe, alo 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 alo. Đấy, đàm thoại hai chiều với anh chị nhá, rất là ok này. Ngoài ra thì mình có chức năng là mình nó thu âm để nó nói về điện thoại nghe được luôn này. Đại loại là đàm thoại hai chiều này. Độ phân giải đây thì rất là cao anh chị nhá, Full HD 1080p. Ngoài ra anh chị có thể là xoay được này, xoay lên trên này hay xoay xuống dưới này. Đấy, trái phải này. Đấy là mình hoàn toàn là mình có thể điều chỉnh hết ở đây anh chị nhá, là mình điều khiển xoay được luôn. Và ngoài ra những anh chị nào mà muốn xem lại hay các thứ thì mình có thể là xem lại, ấn vào biểu tượng kiểu tin nhắn này, phát hiện chuyển động nó sẽ là lập tức lưu lại này. Đấy, và ngoài ra rất là nhiều chức năng thì anh chị muốn xem cài đặt ở chỗ hình con thoi trên đỉnh này này. Đấy, anh chị nhá, anh chị ấn vào đây nó sẽ có đầy đủ tất cả các chức năng như là âm thanh cảnh báo, cài đặt cảnh báo chuyển động, rồi lưu vào đám mây, bộ nhớ các thứ đầy đủ hết này. Đấy anh chị nhá, đặt tên cho thiết bị các thứ đầy đủ hết, chia sẻ thiết bị này cho người khác thì cũng hoàn toàn là ok. Nói chung là sử dụng cái dòng sản phẩm camera Inmao này thì sử dụng trong nhà thì rất là hợp lý. Bên em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái chân đế khi anh chị mua sản phẩm này anh chị nhá. Đấy, một cái sản phẩm như này thì nó rất là led này. Đây em sẽ đưa lại lên để anh chị cùng nhìn nhá. Đấy, anh chị nhìn đây, xem rất là led về cái sản phẩm này, cực kỳ là ok luôn. Anh chị làm mà giám sát nhân viên, người giúp việc hay lắp thiết kế thi công những cái căn nhà gia đình như thế này thì rất là hợp lý anh chị nhá. Đây là trên tầng hầm này. Đấy, và riêng sản phẩm này thì nhiều anh chị cũng hỏi em là có xem được nhiều mắt không, thì anh chị chấm vào khoảng không đây nhá. Đấy, anh chị chấm vào khoảng không đây, nó có cái biểu tượng nút nhạc này, anh chị ấn vào đây. Đấy, nó sẽ chia ra nhiều mắt, nhiều cam khác nhau anh chị nhá, nhiều mắt nhiều cam khác nhau, tức là 3 tầng làm 3 cái, 4 cái là hoàn toàn đây là ok, đầy đủ hết. Sử dụng cái này rất là tiện lợi, giá hợp lý anh chị nhá. Bên em sẽ tặng kèm cho anh chị này một cái thẻ nhớ 32GB này, tặng kèm một chân đế như thế này, tặng kèm một thẻ nhớ, tặng kèm một chân đế lắp như thế này cho anh chị luôn. Đấy, giá rất là hợp lý phải chăng. Thì những anh chị nào mà có nhu cầu mua hàng về cái dòng sản phẩm camera Inmao ở trong nhà như thế này, xoay 360 độ, đàm thoại hai chiều, có hai cổng kết nối là cổng kết nối mạng LAN và cổng wifi, thì alo trực tiếp với em luôn qua số điện thoại trên màn hình này anh chị nhá.